cây có gốc nở ngành xanh ngọt. Sau một năm mà chúng ta rất nhiều việc, họ là cái nơi để chúng ta sinh hoạt nhọc tộc, gửi gắm tình cảm cũng như thực hiện những chương trình dâng hương cho thánh tổ và thăm lại các cái nguồn cội gốc rễ các phi họ nội thành ngoại thành và các cái danh nhân người họ cao. Thì thưa các bác, các anh chị, năm 2023 ban liên lạc họ cao thành phố Hải Phòng đã tiến hành làm khá nhiều việc. Hôm nay thay mặt cho ban liên lạc họ cao Hải Phòng, tôi xin phép được tóm tắt một số kết quả đã thực hiện được trong công tác năm 2023 của các chi hội thành viên, đồng thời cũng nêu một vài đường lối để cho các hoạt động năm 2024. Và theo tinh thần đấy thì cách đây mấy hôm thường trực ban liên lạc có họp và có thống nhất một vài cái nội dung, tức là cái buổi đầu tiên là chúng ta sẽ tổ chức cái cuối năm nhà giảng với cái số lượng khoảng 9-30. Hôm nay cho đến giờ này cũng đã chỉ được 20, còn một số anh có lý do đến muộn, còn một vài trường hợp đặc biệt thì nói là có việc đột xuất không tham dự được. Thế này chúng tôi dự kiến là khoảng 30, nhưng mà đến giờ này chắc chỉ 20 hơn chút. Thay mặt cho thường trực ban liên lạc và thay mặt cho bà con cao thuận thành phố Hải Phòng, tôi xin phép được tóm tắt thì báo cáo sơ bộ, rất là tóm tắt thôi. Năm 2023 là sau khi đã kiện toàn tổ chức và xây dựng lại cái hoạt động của ban liên lạc, thì ban liên lạc cao đã làm việc một số kết quả sau đây. Cái việc thứ nhất là những việc đã làm được. Việc thứ nhất là chúng ta đã tiến hành tổ chức dâng hương cho thánh tổ cao Liễu Vương ở Bắc Ninh với số lượng của chúng ta đi ở đâu kể cả các chi nữa là tập trung trên dưới 200 với một cái lượng như thế thì cũng được ban tổ chức đấy đánh giá cao, rất trân trọng và tiếp mình rất là nhiệt tình. Nói là đoàn Hải Phòng năm nào cũng đi khá đông đủ và nhiệt tình và trách nhiệm đối với việc tổ chức dâng hương. Thế là thứ hai, chúng ta ban liên lạc đã tổ chức thăm và dâng hương cho các từ đường của các chi họ cao ngoại thành. Thứ nhất là chúng ta đã tổ chức dâng hương và thăm nhà thờ mới khánh thành của chi văn phòng phường Thái Hàn Dương. Thứ hai là cũng thăm và dâng hương của chi Lâm Động Thủy Nguyên. Thứ ba là chi Hợp Thành Thủy Nguyên, cũng là chi mới xây lại nhà thờ, là ban liên lạc cũng đã đến thăm và dâng hương. Ở Vĩnh Bảo thì có hai chi là chi Giang Biên và chi Cộng Hiền. Chi Cộng Hiền là chúng ta mới kết nối năm 2023, nhưng ở đấy người ta cũng mới xây xong nhà thờ và phái đoàn của chúng tôi đại diện cho cả phẩm cũng đến có lẽ dừng hương và gặp mặt với bà con. Bà con tập trung đông đủ và đón tiếp rất nhiệt tình. Chi Giang Biên cũng là cái chi mà trước đây nhà thờ làm trong gia đình, một gia đình một nhà ở Triều Chi, nhưng bây giờ người ta cũng nâng cấp và xây dựng lại khang trang và đẹp hơn trước. Tuy nhiên nó không phải là cái mảnh đất riêng của cái chi bảo đấy, nhưng mà cũng là khang trang đẹp đẽ, cảnh quan môi trường rất là tuyệt vời. Đấy là sở năm cái chi là chúng ta đã tiến hành được. Thế đồng thời qua lời giới thiệu cũng như là quê của anh Tiệp ở cấp tiến thì chúng ta đã kết nối về thăm và
tinh đấy, nhưng mà nhà thờ tương đối xuống cấp, chưa tu sửa, chưa nâng cấp lên được. Và hoạt động tu chi họ ở đây thì ngoài có những cái phần là đang chậm lắm, nên tôi cũng thay mặt cho ban nhà của ta ở phòng thông báo này các bạn thế là chúng ta thăm và dự hương các tử đường của chi, cái chi mới khánh thành, cái chi mới xây dựng tử đường là gồm 6 chi. Đối để mà đưa vào các hoạt động phong phú và nâng tầm của cái Hoàng Cao và Hải Phòng lên với một cái số lượng đông đảo và nâng tầm chất lượng sinh hoạt. Đây là việc thứ hai trong cái kết quả năm 2023 chúng ta làm được. Cái việc thứ ba mà khá quan trọng mà chúng ta cũng có ý tưởng trong 3 năm qua thì tập trung tiến hành được, đó là thành lập và ra mắt Liên Chi Hòa Cao Nội Thành đi vào hoạt động cách hiệu quả và sôi động. Trong việc mà thành lập đấy thì xin công bố các anh là anh Cao Xuân Bình là người gốc ở Chi Quang Phục Tiên Lãng nhưng mà sống ở trong Nội Thành và đã là được tin được ban liên lạc ta tín nhiệm và đồng thời là bà con các chi Liên Chi Hòa Cao Hải Phòng đã bầu lên trưởng Liên Chi Hòa Cao Nội Thành. Trong cái trưởng Liên Chi này thì cũng có khá đông bà con ở các nơi, thậm chí có cả tỉnh khác nữa hoạt động sinh sống trên địa bàn Hải Phòng thì tham gia cái Liên Chi, thành lập một Liên Chi và có ban liên lạc Liên Chi cách xây dựng những quy chế hoạt động tương đối là bài bản. Thì đấy là thông báo cho anh em và các bác, các anh các chị là cái mà cái ý tưởng chúng ta nung nấu trong mấy năm vừa qua thì năm 2023 này chúng ta đã làm được như thế và cũng hy vọng rằng Liên Chi Hòa Cao Hải Phòng mình là một trong những nòng cốt giúp cho mình là vì ở đây cũng có một số mạnh quân rồi những bà con các doanh nghiệp là người có cao hoạt động trên thành phố Hải Phòng thì sẽ có một cái cơ hội tốt hơn để phát triển xây dựng của cao mạnh hơn trước. Cái việc thứ tư mà ban liên lạc cao Hải Phòng đã là tổ chức lại cái hệ thống máy ban liên lạc của dòng họ, tức là cũng giống như trước đây thôi, trưởng ban rồi các phó ban rồi phân công cho các bạn. Thì cụ thể thì tôi sẽ nói sơ như thế này, tức là trong ban liên lạc thì có rất đông, tức là các anh trưởng ban và các anh phó ban và các trưởng công chi cũng nằm trong cái thành viên của ban liên lạc trưởng công chi đấy. Nhưng mà trong đó thì chúng tôi đã thành lập cái gọi là cái ban thường trực gồm trưởng ban và 4 phó ban. Ban thường trực thì có chả là điều hành thường xuyên, công việc thường xuyên khi phát sinh và chi đột xuất, không kể ngày tháng, không kể thường kỳ mà nó là công việc thường xuyên và ban xử lý. Thế thì cũng như là cái cuộc phòng ngoái cái tín nhiệm bầu tôi đủ dùng là tôi cao tuổi rồi, rất là bận rồi, cho nên là cũng vừa cố gắng tham gia với các anh trên tinh thần là bà con tín nhiệm và động viên thì tôi cũng cố gắng cho đến giờ này. Tuổi 76 tương đối này cũng mong được các anh ủng hộ và đồng thời là làm được đến khi nào tiếp tục làm. Thế thì ngoài tôi trưởng ban ra thì có 4 phó các chị trong phó ban thường trực là anh Hùng là 1, anh Cao Luật là 2, anh Cao Thân là 3 và chị Cao Thủy là 4, là trong 4 thì anh viên phó ban thường trực là mỗi người phụ trách một mảng. Anh Hùng thì các mảng tổ chức và phát triển thành phương về thành viên. Thứ hai là anh Luật thì là cái mảng và một trong những cái mảng gọi là sôi động nhất, tức là đôn đốc hoặc là vận động hoặc là tác nghiệp những cái nội dung mà xây dựng nhiều họ phát triển kết nối kết nối. Luật cũng là mọi người đi rất nhiều giao lưu kết nối các thứ ba là anh
cao thân, anh Thuận thì có nghề là nghề tin học viễn thông, thì anh rất thạo về cái việc tổ chức cái sự kiện hay là xây dựng những cái nội dung chương trình hoặc là làm những bộ phim, những cái tư liệu họ lưu lại những cái tư liệu truyền thống đi dân hương các nơi rồi là cái tư liệu hội họp của dân họ, các cái sinh hoạt, thậm chí có những cái tư liệu mà chúng tôi đã đi để cách đây 5-7 năm mà đi các chi ngoại thành rất là ý nghĩa, thăm mẹ Việt Nam anh hùng người mẫu cao ví dụ như thế, thì anh Thân thì người đã lưu lại và xây dựng những bộ phim, những tư liệu rất là quý giá để phát triển hội họp cũng như kết nối, cũng là có tạo cái truyền thống cho dòng họ cao. Cao Thủy thì là người mà theo dõi tài chính, cũng là một trong những cái thành viên vận động cùng với anh Hùng để tạo cái vận động hành lang để mà để kết nối những cái mạnh thường quân cũng như là bà con cao, không cần phải là trong Hải Phòng nhưng mà có thể là tỉnh khác đến để hoạt động, và phương hướng là chúng ta tiến tới sẽ thành lập cái doanh nghiệp, tức là hội doanh nhân người quảng cáo, thì đấy là cái tinh thần như thế, sơ bộ như thế. Còn cụ thể như thế nào thì nó còn nhiều việc mà sẽ thông báo với bà con sau. Thế thì cũng nhân đây tôi sẽ thông báo lại là toàn thể hôm nay chúng ta đã kết nối được 13 chi quảng cáo ở ngoại thành. Thế tôi sẽ đọc tuần từ các cái chi để các được. Một là chi quảng cáo Du Lễ Kết Thụy. Phước là cụ thể cho nên giờ này thì chi của mình là bao nhiêu số tiền để thay Phước ơi, chi mình hiện nay là khoảng 500 số tiền đó là nhân thì thông báo các anh biết là riêng chi cũng lẽ là gần 500 số tiền đồng. Chi thứ hai là chi Cao Đức Đại Hà chúng anh Khải, thì hôm qua tôi liên hệ với bác Thằng và bác Luôn nhưng mà nói là sẽ cử người ra nhưng mà chưa không tin là chi Cao Đức thì anh với Khải có nắm được sơ bộ là khoảng bao nhiêu chỗ sơ bộ thôi chưa giải ra nhiều nhớ nghìn đến 300 một năm vẫn được rất nhiều hơn 500 cứ khoảng khoảng cái gọi khoảng khoảng để cho bác mọi người đóng 700 đi anh gọi là khoảng một người ông tổ chức với chủ tâm là thứ ba đó là chi thứ ba cũng ở Đại Hà đó là chi Cao Hiếu. Chi Cao Hiếu Đại Hà chúng tôi đã về thăm dân hương ở Thủ Đường để kết nối những cái chi này thì hơi chậm lại, có một tí một cá nhân họ với bà con nên là có cái chi chính quyền cho nên là chi này thì tuy nhiên là các bà con mong muốn được sinh hoạt thế nhưng mà chưa thống nhất được cử ra ai. Thế thì tôi có học với lại học với anh gọi là Cao Hữu Hợi, người chi của Cao Hiếu của Đại Hà, thì anh ấy gần nhà anh Cao Khải này rất nhiệt tình nhưng mà không phải là trưởng bỏ cũng muốn tham gia nhưng mà có khi còn ý nữ thì chi này nó khoảng có gần 200 là chi Đại Hà mà là chi Cao Hiếu cạnh nhà chi nhà Cao Đức Thầy Khải. Đây là chi thứ ba. Chi thứ tư là chi Cao Văn ở Bàng La, Đồ Sơn. Trước đây là có bác Cao Văn Tác, cao tuổi rồi, hôm nay là tuổi 80, rất nhiệt tình, năng nổ, hôm qua thì bác có nói là bác cử hai người đi, nhưng mà đến giờ này chưa thấy ai đi. Nếu bác ấy khỏe mà có con cháu đưa đi thì bác sẽ tham gia, nhưng mà cho giờ này thì chi này thì nó có ba cái nhà thờ của nhánh thì đều được xây rất là đàng hoàng to đẹp. Tôi với anh Luật với anh Thân cũng đã đi và ghi hình. Đồng thời cái chi này còn một bà mẹ Việt Nam anh hùng là bà Cao Thị Mó, năm nay cũng là khoảng 94-95 không biết là lâu không liên hệ. Bác ấy còn đến mất chúng tôi đã đến tặng quà đến thăm nhà và dâng hương cho từ đường của ba cái chi, ba cái nhánh của cái chi Bằng Lan thì cũng thông báo để bà con biết là cái chi Bằng Lan. Chi thứ năm
là chi hoàng cao ở Giang Biên Vĩnh Bảo, thì mới đây đã xây lại nhà thờ tương đối khang trang và ở một cái khung khuôn viên cũng là tương đối là thoáng đãng sạch sẽ đẹp. Thì sau này sẽ thông tin cụ thể là cái số đinh xuất đinh tương đối. Chi thứ sáu là chi Cộng Hiền Vĩnh Bảo, tức là cũng là ở một cái khuôn viên tương đối rộng rãi và ở đấy là có cả cái cây thị cổ 300-400 năm gọi là cây di sản thì người ta xây ở một từ đường đẹp đẹp. Thế thì chúng tôi cũng đã đến thăm và dân hương. Thế cũng trên đường đi Vĩnh Bảo thì có qua mấy chi ở Tiên Lan, đó là chi Quang Phục quê nhà, qua chi Tiên Thắng chi quê anh Đáo, rồi là chi Cấp Tiến quê anh Tiệp, ba chi này từ đường đi đường mà khang trang đẹp đẽ nhất thì có chi nhà anh Đáo mà có con cháu làm ở thằng Đông Bắc cung cấp về tài chính để xây nhà đẹp cho đến thăm thắp hương. Chúng ta dự lễ của cái chi cấp Quang Phục, Quang Phục và cũng là đến thắp hương ở chi Cấp Tiến Tiên Lãng điểm sư điện. Cho nên này là cái chi thứ 9 là chi Cấp Tiến, chi thứ 10 là Hoàng Cao Đồng Thái An Dương. Thì năm vừa rồi, năm ngoái thì cuối đầu năm vừa rồi đã xây và khánh thành chủ đường, thì đã thông tin vào tham biết và ra đến dân hương cũng đã biết thì thờ rất to đẹp khang trang với cái cảnh quan môi trường đấy thoáng đãng. Là chi anh hôm nay là bác Đản là trưởng chi, bác cô hứa là cử hai người đi, bác qua năm 49 nào mời thì bác cử hai người đi chi thứ 11 đó là chi Hoàng Cao, cũng là chi Hoàng Cao ở Đồng Thái, đó là Cao Đức. Cao Đức Phúc. Thế là mới kết nối của tôi nhân tiện hôm dân hương đấy ta kết nối, nhưng mà Hạnh Phúc cũng nghe điện mà ngày sẽ đi cho ta lại cái thông tin. Chi 12 cũng ở Thủy Nguyên, đó là chi anh Lâm Động Thủy Nguyên. Đây là cái chi của truyền thống đời là chúng ta mà cái mới xây lại tư tưởng cái chi thế tôi là một người tương đương và thăm lại tư tưởng. Đồng thời ở đây thì có các khu viên tầng giá đẹp đẽ và gần đấy có một cái đình thờ thành Hoàng Lạc là Cao Tuấn, Cao Tuấn nhà anh tạo điều kiện cho bà con.
cuối cùng là về mặt văn phòng tài chính và chi tiêu tài chính của đơn vị thông báo với bà con năm 2023 là chúng ta cũng không vận động được tài chính so với trước cũng là đáng kể, nhưng mà năm vừa rồi chúng ta là hơi nhiều việc, tức là chúng ta nên luôn phải tổ cáo lỗ. Quên còn một cái việc nữa là gần đây nhất thì báo cáo các bác là ban liên lạc cũng đi dâng hương cho cao quá quá tại nhà thờ Phú Thị Gia Lâm, nhà thờ khang trang và đẹp và tiếp tục thì đẹp có tiếng đẹp. Thế thì đại diện ban liên lạc đã về đấy tổ chức dâng hương và tổng cỡ vì tính xuất đinh hiện nay chúng ta được 13 chi
cộng với lại cái nhân viên chỉ thì cái số xuất tinh cũng đã rất là đông cả nó phải có khi lên gì đó nó cục bộ một tí, nó có gì đó nó lấy ấy một tí, thế nên ta cứ để những cái nghe nó rất là nhã nhặn mà nó hay ấy. Cao tộc nghe hay. Hội đồng gia tộc. Hai ấy kiến hai tộc tức là. Hay là hội đồng cao tộc. Vâng. Mà tôi coi ở đây thì như ý kiến anh Sáu vừa mới đưa đấy, thì cũng đề nghị mọi người tham gia. Nhưng mà mình nghĩ đến mình, nhưng mà nghĩ đến tất cả các dòng họ trong thành phố Hải Phòng nữa. Thế thì tôi đi làm cho rất là cảm động. Liên lạc thì nó mới chỉ có một cái chức năng ban đầu là kết nối nó lại thôi. Nhưng kết nối nó lại hoạt động như thế nào thì cái trưởng phó ban liên lạc đôi khi cái quyết định nó không phải là
cao nhất. Thế nhưng khi người ta đã thành lập một cái hội đồng họ, ở đây là không phải là hội đồng gia tộc đâu, mà là hội đồng tộc, tức là thí dụ như hội đồng họ Tạ, hội đồng họ Ngô, hội đồng họ Cao, chứ không phải là không có cái chữ gia tộc. Gia tộc tức là chỉ một cái họ nhỏ, một cái nhóm thôi. Thế nhưng mà hội đồng họ Cao, như nhiều người người ta đặt đấy, hội đồng họ Đặng, hội đồng họ Trần, hội đồng họ Nọ kia, thì nếu ta đặt thì ta nên đặt là hội đồng họ Cao thành phố Hải Phòng. Khi đã hội đồng thì bài bản tổ chức nó ra như anh Tân nói là tôi thấy là cần thiết. Bởi vì này, hội đồng thì người ta được ra những cái nghị quyết rằng là sẽ hoạt động như thế nào, và thực tế thì cái ban liên lạc họ Cao của chúng ta cũng đã ra những cái nghị quyết sẽ hoạt động như thế nào rồi. Cụ thể là từ thời cụ Nghị thì cụ đã ra một cái chủ trương hoạt động, nó giống như là một cái nghị quyết rằng sẽ kết nối tất cả các cái họ, các cái chi họ trên cái đất Hải Phòng, và kết nối cái số người họ Cao đang hoạt động ở trên Hải Phòng, sinh sống ở trên Hải Phòng. Thế thì về mặt tài trợ cái công việc thì nó đã mang cái tính là hội đồng. Thế mà cái đấy ra cái gì, tức là cái ban liên lạc ấy các cụ ra cái gì thì mọi cái những người đã tự giác vào cái ban ấy phải thực hiện. Thì đấy về mặt nguyên tắc nó là một cái nghị quyết của hội đồng rồi. Thế thì theo tôi hiện nay tất cả các dòng họ ở Việt Nam thì người ta cũng đều thành lập các cái hội đồng, hội đồng mà hiện nay bài bản trên đất Hải Phòng gọi là quý tỏ nhất, à hội đồng họ Mạc, Mạc tộc. Thế rồi hội đồng mà tổ chức tương đối sớm ở Việt Nam thì này là cái hội đồng Đặng tộc. Đặng tộc thì là thời kỳ là ông con trai của Nguyễn Trường Chinh đấy, con trai của ông cụ Đặng Xuân Khu đấy, là Đặng Xuân Trường ấy, vâng, Nam Định ấy, thì ông ấy lại đã thành lập ra cái hội đồng ấy sớm. Tôi thì lại là cháu ngoại của các cụ họ Đặng, cho nên tôi đã đi tham gia với các cụ trên những cái hội đó. Thế sau đó hiện giờ thì báo cáo với lại các bác là họ Cao nhà mình tính trong cái thứ tự, trong cái nhóm 100 họ thì họ Cao nhà mình là ở cái hàng thứ 10, chứ không phải là hàng đấy, như cái họ Cùi thì họ này là cái họ mà hiện nay họ đầu tư rất là lớn và bài bản. Thế rồi gần đây là họ Trần gần đây họ cũng đầu tư rất là bài bản. Thế và ý kiến của các bác trong cái ban liên lạc ta mà từ thời bác Cao Tiến Thủ lên tay thì bác Cao Tiến Thủ đã có cái ý tưởng rằng là thành lập các cái tổ chức nòng cốt ở cái cấp trực thuộc của ban liên lạc, thí dụ như là thành lập cái liên chi mà bác giao cho tôi chịu trách nhiệm tổ chức vận động cái đấy, nhưng mà rồi suốt từ đó đến mãi đầu năm nay thì mới ra mắt được. Thế mà bác cũng đã, bác Cao Tiến Thủ với lại thời kỳ cụ Nghị còn khỏe, cụ vẫn tham gia được, thì các cụ cũng đã tổ chức một cái câu lạc bộ của các cái doanh nhân trẻ họ Cao, và cụ đã cho triệu tập đến hai cái cuộc họp mà tôi biết, trong đó có một cuộc tổ chức ở trên chỗ anh Cao Tuấn, thế rồi một cuộc tổ chức ở chỗ lúc bây giờ cô Cao Thị Phượng, cô ấy còn làm bí thư đảng ủy của cái phường mà tôi cũng đã nói đến dự, thì các cụ cũng đã tổ chức cái đấy. Và theo tôi thì cái việc tổ chức cái đấy chính là cái nền móng của cái việc tổ chức của cái họ Cao mình. Họ Cao mình sở dĩ là từ trước đến giờ ra đời sớm, như anh Hùng nói đấy, cụ Nghị là tổ chức ra đời rất thực rất sớm đấy. Nhưng do cái là đề xuất của cụ, nhưng rồi cái sự hưởng ứng chung của anh em mình, của các chi họ và các cái người Cao ở thành phố Hải Phòng, họ Cao thành phố Hải Phòng ấy, những người nhiệt tâm nhiệt tình cũng chưa có điều kiện phát huy hết. Cũng ở đây có rất nhiều anh em họ Cao là rất nhiệt tình đóng góp và tài trợ từ rất lớn, thế nhưng mà các cái đấy nó cứ chưa thành ra một cái phong trào chung cả nước, và cũng chưa thành ra một cái tiếng nói của một cái tổ chức nó bài bản, cho nên thành ra đến bây giờ mình cũng vẫn là một cái dòng họ mà tổ chức, xin lỗi nè, tôi thấy là nó cũng chưa bài bản. Một trong những cái chuyện nó chưa bài bản là có những cái chuyện là các cụ nêu ra rồi nhưng mà cũng chưa được thực hiện, gần như là cũng đánh trống xong rồi đến lúc hết cái cuộc hội ấy là rồi cũng lại kết vào một chỗ, nên là nó cũng hơi bị kém một tí.
Thế thì hiện giờ thì báo cáo với các bác là nhìn các bác ngồi ở đây thì đa phần các bác đều là những người lớn tuổi, cho nên cũng đến một giới hạn nào đó rồi các bác cũng lại già yếu và cũng lại được bất tòng tâm. Nhưng nếu các bác không tổ chức nó ra thì cái lớp đàn em và lớp con cháu chúng ta sẽ không có cái chỗ, không có cái điều kiện để mà tiếp tục nơi đeo và làm nó mạnh lên. Chỉ thế này. Tôi xin tóm tắt cái ý của các anh này. Cái thứ nhất là họ cao Việt Nam chưa có thành lập cộng đồng dân tộc. Cái thứ hai là nó mới khơi ra trong cái cuộc họp này là có đề xuất để thành lập cái này. Cái việc đó tôi nghĩ nó không phải là quan trọng số một. Quan trọng số một là cái tổ chức chúng ta chặt chẽ, hiệu quả và phát huy được cái sức mạnh của bà con nông cao. Như những việc vừa rồi chúng ta làm thì anh dù là hội đồng gia tộc hay hội đồng gì nữa, anh vẫn làm được những việc lớn, thăm tất cả các chi họ cao rồi xây dựng người dân hương và các thứ đó, đấy là công việc. Chứ còn cái tên nó cũng chỉ là một việc cao. Tôi nghĩ là như thế. Điều dù cái hội đồng gia tộc hay là cái gì, chúng ta không có cái chuyện mà đã hội đồng thì phải bầu án, phải phiếu vung các thứ. Nhưng ta không có hội đồng thì mọi người cũng bầu. Bầu này thì nó có tính chất hơi khác so với cái kiểu hội đồng một tí. Chúng ta lên hội trường chúng ta tổ chức họp phiếu rồi bầu ban, bỏ phiếu rồi cái thứ đó thì nó cũng là một cái. Nhưng cái quan trọng là những cái con người được bầu ra hoạt động như thế nào và cái các cái tổ chức trên dưới của cái hội đồng đấy hay là cái ban liên lạc đấy có phát huy được hiệu quả hay không và có nhiều mạnh thường quân để đóng góp vào xây dựng dòng họ nó mạnh không, quỹ có thể là xây được nhà từ đường hay không, hay mua được đất để xây từ đường hay không, đấy là mục tiêu của mình. Chứ cái tên chỉ là vấn đề thôi. Nhưng theo tôi cái chỗ này nếu bàn kỹ thì là cái nó không đúng, không mất nhiều thời gian, cho nên tôi cũng xin phép cái quyết định này có khi ta từ từ nghiên cứu tiếp, chúng ta sẽ bàn tiếp thì nó hay hơn. Tiếp theo tôi sẽ xin nói là tí như ý kiến của anh Bình ấy, thì các bác lần trước cũng có đề nghị mấy cái cuộc họp mà tại cái nhà hàng cảng này cũng có một cái cuộc tiếp xúc mà mời một số doanh nhân mà thành lập để ý đồ thành lập là cái hiệp hội doanh nghiệp của doanh nhân Quảng Cao, nhưng thực chất là cũng chỉ có 3 đến 5 người, cuối cùng không ai chưa có nhiệt tình thành lập. Thời ấy là bác thủ là trưởng ban nhưng mà cũng chưa có cái bài bản gì để chỉ có là một số anh em trong doanh nghiệp của thành viên Hội Đồng thì tôi mới dừng lại thôi, nó mức độ thôi. Thế còn có thể là sau cái buổi này thì có thể trong ban liên lạc, trong thành viên thường trực và các anh trong liên tri tham gia ý kiến có cũng có riêng chuyên sâu về vấn đề này. Các anh đề xuất, các anh làm các vận động thì trong phần phương hướng thì tí tôi sẽ nói cái hướng cho tiến hành. Đấy, cũng chỉ dừng xin dừng. Cũng xin phép là các bác năm vừa rồi còn thêm chúng ta còn làm một việc nữa, đó là xây dựng tóm tắt được cái quy chế hoạt động của Quảng Cao. Chỉ là tóm tắt trên một trang gồm có 4 điều, nhưng mà 3 điều chính và 1 điều là quy định chung thì do anh Bình tham khảo các cái quy chế cũ để xây dựng cái này rất là tóm tắt nhớ nhớ, và cái này chúng ta sẽ in thành cái bản màu sắc cái ngàn hoa đẹp đẽ để gửi cho các chi cao ngoại thành để các anh biết tóm tắt như thế để tham gia. Thì tôi nghĩ là cái này nó có cái quy ước chung về tổ chức và liên lạc Quảng Cao Hải Phòng, nó sẽ kết nối được, có thể là một trong những tài liệu. Còn trước đây các bác ấy thảo ra mấy cái trang như kiểu là quy chế hoạt động chung một cái hội đồng đấy thì cũng được, và nhưng mà bây giờ nó vẫn còn mấy trang luôn cho nó không tóm tắt của nó nhớ, cho nên là lần này chúng ta làm thay đổi một chút, có cải tiến chỉ ngắn gọn chỉ sửa dễ nhớ hơn. Thì đấy là cái việc mà chúng ta làm hay là anh đó chỉ là đưa vào tổ chức những cái người anh thăm viếng được một số trường hợp của thường trực quan liên lạc là cái cân phủ máu
qua đời thì cũng đấy là một việc ý nghĩa và giúp cho cái phát triển tốt hơn. Đấy là cái phần toàn bộ phần nội dung năm làm được 2023 thì tôi xin tóm tắt một vài cái điểm chính về phương hướng hoạt động năm 2024 để các nắm được và tham gia ý kiến. Năm 2024 thì cũng phải dặn trước hết là xin ý kiến các anh là có rất nhiều ý kiến người thì bảo là hàng năm tổ chức Hương Hương cao lỗ tại Hải Phòng, nhưng có người bảo tôi cách một năm làm một lần, có người nói cách hai năm lần. Tiện đây thì có mặt tương đối đủ các đại diện thì tôi xin báo cáo với các bác anh là ta lên làm cách một năm làm lần. Ví dụ như năm vừa rồi ta làm rồi thì sang năm 2024 làm 2024 là làm 2025 là có được hay không thì cách thông qua. Mà nếu cái thống nhất là nhiều người nhiệt tình là cứ tổ chức Hải Phòng năm một lần chúng ta sẽ thế này, tuy nhiên là cách một năm thì là cái hiệu quả nó sẽ cao hơn và cái độ nhiệt tình sẽ cao hơn. Thế còn hàng năm chúng ta vẫn tổ chức như thường được. Đây là điều thứ nhất là tổ chức đoàn hội cao trong cái phương hướng 2024 là tổ chức đoàn hội cao Hải Phòng thì thành tổ cao vương tại Gia Bình Bắc Ninh vào đúng cái kỳ mà Bắc Ninh đã tổ chức thứ nhất năm 2024. Hai là nước thành lập tổ chức hội doanh nhân hội cao tộc Việt Nam là cao tộc của Hải Phòng tại Hải Phòng, đây là doanh nhân cao tộc tại thành phố Hải Phòng. Cái này chúng ta kiểu như chúng ta cũng nung nấu như là thành lập cái liên chi hội cao Hải Phòng. Thế và kết nối với bà con họ cao không phải là chỉ riêng nằm trong cái thành viên của họ cao Hải Phòng mà có khi tất cả bà con họ cao dâu con rể con trai con gái mà là doanh nhân mà thành nhà chúng ta kết nối lại để họ có một cái sân chơi hoạt động. Mục tiêu là phát triển và tăng cường những quan hệ để đẩy mạnh cái hoạt động của bà con họ cao Hải Phòng. Thì đấy là cái đề nghị nhiệt tình tham gia một cái này. Cái nội dung thứ ba là thăm lại các chi tộc họ cao ngoại thành năm 2023 chúng ta chưa diễn tập, tức là cứ vài ba năm chúng ta. Còn nếu như các cái chi tộc đấy mà có tổ chức nhân hương hay là cúng dỗ mà có tổ chức lễ hội thì các thứ thì có thể là mọi năm liên lạc chúng ta cũng làm kết hợp với nhau và dân hương. Cái thứ tư, củng cố lại tổ chức ban liên lạc để hoạt động tốt hơn nữa, đặc biệt là chúng ta mở rộng kết nạp thêm các thành viên là cá nhân hoặc là thành viên trẻ quý mến họ cao và nhiệt tình, họ nhiệt huyết với họ cao thì để người ta phát hiện và bổ sung thêm. Thế đồng thời là cũng có ý tưởng dần dần là chúng ta giảm bớt cái tuổi cao cao quá thì trần gặp mắt mờ sự yếu trí tuệ là có thể ví dụ như cái tập hồng cao được là 6 trở lên rồi người nó cao và một số anh em là 2 3 thì cứ 6 trở lên 3 hạn chế lắm cho nên là tham gia là chừng nào tham gia tham gia một tháng tư 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 xây dựng cái điều trẻ thành nhà có nhiều sự nhận biết thì đấy là cái ý tưởng thứ tư là cái lời thứ tư mà trong phương hướng năm 2024 là cái thứ năm là mở rộng cái công tác vận động tài chính để tăng cường thêm cái sức mạnh hoạt động và liên lạc với cái tinh thần là để cho dòng họ nó mạnh lên dùng để dâng hương rồi là tiến tới chúng ta sẽ xây dựng vương quỹ để mà có thể là mua đất hoặc là xây nhà thờ. Và cái ý tưởng này là chúng ta đã có nghiên cứu từ rất lâu rồi, chưa có điều kiện. Hồi xưa là tôi về chi quang phục thăm đất quê nhà anh Bình thì ở đấy ở ngoài thành đồng mình mông nói sao mà thế là giá trả nguyên đất cho với cái giá rất là rẻ nhưng mà nó quá xa chúng ta không có điều kiện. Thế gần đây nhất thì cái chi Đồng Thái thì hôm qua tôi gọi điện lại thì bác Đạt bác ấy nói là ở đấy có hai gia đình người ta đang muốn bán đất ở cạnh cái nhà thờ của chi Đồng Thái này, người ta đang muốn bán đất, người ta gợi ý nếu
có nhu cầu mua bạn bè ở xã thì ở đấy thì địa phương rất là tình ủng hộ nếu mà về đấy rất thuận lợi, nó vừa gần vừa trung tâm, cái quan trọng là giá cả và điều kiện mà cũng đặc biệt là cái chúng ta có đủ lực tài chính để làm không đấy đấy và mà chúng ta phải nung nấu để nghĩ tất cả các anh về tăng cường nhiệt tình. Còn tôi tuổi cao rồi thì là vận động hành lang thì có thể là được, nhưng mà vấn đề là thực lực tài chính thì phải như dân nhân trẻ cao, bà con cháu dân trẻ cao cần thiết có năng lực tìm tài mới làm được. Được cái đồng chí thứ nhất là trong cái phương hướng năm 2024
tham gia thực sự bây giờ là chúng ta có quy định hiện tại là định là bao nhiêu tiền rồi, và điều đó là một điều rất chặt chẽ. Kính xin các bác được quan tâm, mình sẽ giúp cho các bạn. Thế còn một cái việc nữa là cái việc chăn trở như là nữa là trong thời gian tới này đấy, một số cái việc lớn tìm đất xây dựng nhà thầu nó là cái việc mà không phải ngày một ngày chúng ta làm được. Điều đó tôi cũng lại xoay quanh xoay lại vấn đề là chúng ta phải thật mạnh tại chúng ta bán cái kiểu bán cái rồi, mà muốn này hay không thì trong thời gian tới chúng ta phải trường. Cái việc số 1 bây giờ ấy là hiện nay ấy, xin phép các bác là lấy tiền là bác Sáu nói thế thôi, anh em ta ngồi lên cao tuổi giúp cao tuổi thân. Thế nhưng mà cái việc của hội thì rất quát là phải dựa vào những người có tuổi. Nhưng chúng ta có tuổi đấy là chúng ta là chỗ dựa, chúng ta định hướng. Nhưng mà bọn chúng ta chèo thuyền, nghe sự lực cũng là một vấn đề các bạn. Thế vậy thì xin thưa là chúng ta phải thành lập, phải khẩn trương thành lập đi. Con cháu chúng ta, đấy, thứ nhất là phải theo cái quảng cao là và ông nó bỏ luôn. Thế nhưng mà cái tâm huyết của chúng ta thế nào bây giờ, chúng ta đang bận công việc này, đang bận được bỏ về kia, rất nhiều khi là thôi bố đi thì ông đi. Thế nhưng mà nếu như mà các anh các chị đấy hay những doanh nhân đấy, những công chức viên chức đấy mà chỉ là người tham gia chúng ta thôi thì người ta tự nhiên cái tâm huyết người ta sẽ khác này. Và chắc chắn người ta sẽ có những đóng góp và tự nhiên nó sẽ trở thành đột biến này. Thế do đó thì tôi đề nghị là trong năm nay đấy, cũng như là ý kiến của các bác, từ các bác đây là Vũ, bác Củ Ghê, là bác Thục, vân vân, thì tôi đề nghị là mấy khách này, tôi đề nghị là năm nay chúng ta cố gắng, các bạn đây là chúng ta bắt đầu, đây còn ghế đây khách nhân, ghế đây rồi. Khi bạn liên lạc chúng ta đã bắt đầu là dần dần cho khách ngồi giữa, chúng ta ổn định, các bạn ổn định để có phát triển. Thế thì tôi xin là kính đề nghị là tí là xin cho các bác, nhưng mà tôi như tụi bạn bạn nên làm cho bác tự chủ một người đâu với nhau là mẹ là để chúng ta thành lập thêm một cái hội, một cái hội doanh nhân công chức viên chức và lực lượng vũ trang đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng trong cái ban liên lạc của tổ nước mà họ cao cho mình ở Hải Phòng. Ở đây thì tôi xin đưa là báo cáo các bạn, và nếu thành lập cái đấy thì chắc chắn là lại phải trông chờ vào cái chỗ anh Khải Tỉnh, anh Khánh, anh cũng như vân vân rồi dưới chúng ta phát triển ra, đúng không ạ? Đấy thì tôi đề nghị là chúng ta huy động cái sức mạnh qua chó học cao tại Hải Phòng thì phải trông, phải nhìn và phải huy động chủ lực lượng này. Mà rõ ràng là tôi xin đưa báo cáo các bác là lấy quay chúng ta trong túi chúng ta cả, đúng không ạ? Cái lực lượng cái đang trong túi chúng ta rất là quan trọng cho ta cả đấy chứ. Thế nhưng bây giờ là các bác thấy các anh cái chị đấy là nhiều khi là vẫn đang e dè cái gì đó, hình như là chưa có một tên gọi cho người ta, nên là người ta chưa có tiếng nói cụ thể. Nên tôi kính đề nghị là chúng ta năm nay là triển khai sớm, triển khai cái kiểm thiết đấy, sớm triển khai cái gọi chúng ta có thể ta gọi một tí là xin kiến các bác, chúng ta gọi là hội doanh nhân công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Nó hơi dài thì tôi tạm gọi tạm gọi là hội doanh nhân và công chức viên chức, trong đó có cả lực lượng vũ trang, quân nhân và công chức không có thể là xin lỗi anh, có thể là tôi gọi là hội doanh nhân công chức viên chức người ở cao tại Hải Phòng. Thế rồi gọi đây là quân đội à? Dạ vâng, thì trong đó công chức viên chức tôi bị tạm tội, mình sẽ cho mời vào, không thì là mình sẽ gọi là hội doanh nhân công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Nó dài quá, thế cho nên là tôi đã xin phép các bác là chúng ta hiểu như thế, mà chúng ta như vậy cái công chức viên chức cộng hòa cái đấy rồi thì chúng ta tạm thời là đưa thế vào, rồi sau chúng ta sẽ vận động tiếp đấy. Còn nếu như mà cho có đủ nghĩa thì ta gọi thêm cái chữ nghĩa nó dài ra và từ 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 nghỉ có là chưa tiến hành vận động đấy. Thế là đề nghị là trước mắt thì trong đây trong ban liên lạc chúng ta đây đã có rất nhiều đồng chí có tâm, rất nhiều các bác các anh có tâm huyết, anh Khải, anh Khánh, anh Tỉnh và một số anh đấy, thì đề nghị là bây giờ là các bác hãy là lòng cốt giúp rồi, rồi các bác sẽ phát triển ra, và chúng ta một mặt chúng ta ở đây vận động con cháu mình phải có trách nhiệm tham gia đấy. Cái thứ hai nữa là tiếp tục phát triển, với phát triển thì tôi cũng đơn giản thôi, ngày trước cuộc nghị là chỉ có điện thoại bàn thôi, mà cũng còn vận động từ một cuộc họp với gần 300 người các bạn cũng ở đây đấy, và có thể
mà cũng chỉ có ngồi cũng ở nhà cũng mấy bà tôi cũng gọi cứ xem trong danh bạ điện thoại ai hoặc nào cũng gọi hết đấy. Thế vậy giờ thì thông tin liên lạc ra khác hoàn toàn thời điểm đấy rồi mà chúng ta hẹn con cháu mà chưa làm được thì cũng là hay lấy. Thế thì xin đề nghị là chúng ta tập trung thành lập ra cái hội thanh niên chúng chuẩn bị trước cái gì, thế mà thành lập tới bộ khung, rồi từ bộ khung đó các bác cứ chủ động để phát triển hội viên. Và chắc chắn là nếu như khi chúng ta sẽ hình thành được cái hội câu lạc bộ thanh niên công chức viên chức đấy thì tôi cho chắc chắn là sẽ có những thay đổi khởi sắc, chứ về mặt kinh phí hoạt động này nọ rất vân vân rồi cũng chỉ là một cái thông thường, cái rất cần thiết cho mọi để duy trì hoạt động. Nhưng mà chúng ta muốn làm được thì đó, ví dụ như là hàng năm các cụ cao tuổi mừng thọ các cụ thế nào đấy, từ gia đình khó khăn chúng ta và hỗ trợ thế nào, đã làm được điều đó chưa đấy. Mặc dù là có thể là không ai cần thiết cái điều đó nhưng mà nó là cái ghi nhận đấy. Đến đây cuối năm trong ban liên lạc các vị có trách nhiệm họp lại, tôi xin lỗi để xem năm nay cụ nào chúng ta quyết định là 80 tuổi chẳng hạn mừng thọ chẳng hạn thì có quà thế nào, với quà đến cấp nào đấy. Ví dụ như thế rồi là cái hoàn cảnh khó khăn được các chi hội đề xuất lên thì trên ban liên lạc này chúng ta có ý kiến và có tham gia thế nào vân vân. Đây là xin được đưa các bác lại và tôi đề nghị là chúng ta phải phát triển từ đây là đấy, đây xin hết rồi mà cái khi đã chín mùi rồi sẽ ra đưa ra để xin ý kiến thôi. Cụ các bác ở đây xin hết rồi. Hoàn toàn nhất trí ở đây là vợ giải ngũ đã có những vấn đề đó, mấy cái việc mà xin góp như thế này cũng xin báo cáo nhà về cái việc mà các đồng chí chúng ta các bác chúng ta bàn về cái việc có những có đổi tên hay không thì tôi cũng nhất trí quan điểm của bác Sáu. Tức là cái thứ nhất là chúng ta coi như về dù có đổi tên dòng tộc hay là quan liên lạc nhưng quan trọng là cái chất lượng hoạt động mới là quan trọng. Chứ còn bây giờ có tên như thế nào đấy nữa mà chúng ta hoạt động nó không có hiệu quả thì cũng chẳng coi như vậy giải quyết được vấn đề gì cả. Đấy là cái thứ nhất thì tôi nhất trí là chúng ta tạm thời để coi như cái quan liên lạc, rồi sau này chúng ta cũng cố là bước một trong pháp phản ứng tổ chức của chúng ta thì chúng ta không có mua muộn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là qua ý kiến của các bác ấy, thì tôi nghĩ là nó bây giờ cái tuổi tất cả các bác ngồi đây ấy là đều coi như vậy là sắp xỉ với trên 70, sắp xỉ 80 cả rồi. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta nói như ở coi như vậy tổ chức ấy, là chúng ta phải có người kế cận, kế thừa. Thế thì hiện tại bây giờ ấy, là chúng ta chưa có kế thừa nhiều. Thế trong cái gương mặt ở đây thì cái lớp trẻ riêng của coi như mẹ chỉ là họ cao của tôi ấy thì vừa rồi ấy, chúng tôi cũng mạnh dạn là tôi thay coi như là một người trẻ cháu chưa đến 40 nói nó là giám đốc thay tôi đấy, nhưng mà mình nói là thay thôi nhưng mà mình vẫn đứng đằng sau để mà lo toan về việc coi như mẹ là cho trong những hàng năm chúng tôi đều tiến hành tổ chức coi như gặp mặt trong chỉ đạo họ cao đánh giá kết quả hoạt động của coi như vậy họ cao và đồng phương hướng nhiệm vụ mỗi năm tôi mặc đấy. Nhưng mà cái đấy là cái mà tôi xin báo cáo cái này các bác là chúng ta phải có sự tiếp cận, mà không có sự tiếp cận thì nó hơn đấy lâu đấy. Chứ bây giờ cái tuổi coi như 70 rồi mà nay mai bây giờ là chân chậm mắt mờ rồi thì lại nằm cổng nó trước bên sau thế rồi nó khó. Thế đấy một cái việc mà chúng ta phải nghĩ đến cái việc nữa mà trong cái phương hướng ấy thấy là cái này đã nói lâu rồi về cái việc coi như vậy xây dựng cái nhà thờ của họ cao của cái phòng thì cái này cũng là ý kiến của anh Hùng nói nó là vấn đề lâu dài, nó là vấn đề coi như cả cái lâu dài thì cái này chúng ta có suy nghĩ định hướng thì là rất là tốt, nhưng mà chúng ta phải có một cái tích lũy dần dần đi định hướng rồi nhưng mà nó có tích lũy. Nếu chúng ta có định hướng mà không có tích lũy thì không bao giờ chúng ta làm được, bởi vì cái đất bây giờ là nó rất đắt, ngoại thành thì nó rẻ nhưng không nội thành thì nó không đắt. Thế cho nên là tôi nói cái đấy. Cái việc thứ ba nữa, các bác vừa rồi nêu vấn đề đấy, mà thành lập cái coi như vậy cái hộ doanh nhân, rồi tôi đề nghị thế nào, như ý kiến của anh Thân vừa rồi. Bây giờ nếu ta nêu vấn đề coi chỉ có công chức không,
thì nó rất hẹp. Nó rất hẹp bởi vì những người ta không công chức, những người ta không có bao nhiêu vậy là người ta là con cháu của chúng ta bây giờ nó không nằm ở trong bao nhiêu công chức mà nó là tư nhân, nó cũng là giám đốc. Thế bây giờ tôi coi như mẹ không ấy, cho nên vấn đề này ấy, là ta không nên coi như đặt vấn đề công chức mà những người coi như là dòng tộc con cháu của nhau đều được vào tham gia, tên của nó thì có thể ra cái bàn, có thể là câu lạc bộ, có thể là hay khác, ta không nhất thiết phải có đẹp trong đó. Nhưng tôi đề nghị cái chỗ này là chúng ta phải suy nghĩ và thường trực các ban liên lạc các bác cũng suy nghĩ. Cái thứ nhất theo tôi ấy, thì đầu xuân năm mới này các bác tổng hợp các cái coi như vậy các cái chi hội đảng cao của các huyện xem rằng là các cái doanh nghiệp, xem là cá nhân của coi như vậy là của coi như vậy là các coi như vậy các cái chi tổng các huyện các xã xem là có số lượng bao nhiêu thì thường trực nên mời có giấy mời đàng hoàng, mời một cái buổi hội nghị gặp mặt đầu xuân ta khởi động đã, chưa cần lập không công bố thành lập. Thế và đồng thời cái buổi gặp mặt đầu xuân đó là thay mặt cho họ cao là chúc mừng lưng rượu lưng những các thứ, cái việc đó là cái việc quan trọng quan trọng là nhưng ta kêu gọi ra vấn đề là ý tưởng của dòng tộc họ cao của cái nhà Hải Phòng này muốn xây dựng một câu lạc bộ hoặc xây dựng một cái hội hay xây dựng cái gì đó để làm cái gì, mục đích ra làm sao, thì có một cái chỗ khởi động như vậy thì khi chúng ta có ý kiến của các cái nhà doanh nghiệp đó, người ta có ý kiến như thế nào đó thì từ cái đó mình quyết định thành lập cái hội thì tôi cho cái đó là sẽ thành công. Chứ nếu bây giờ chúng ta thành lập ngay chưa hẳn là thành công, bởi vì thực ra tôi xin báo cáo với lại các bác tôi cũng đã làm cái đó nhưng mà rồi lúc đầu được coi như vậy là mấy chục người cuối cùng là ta giải người ta có những người ta nhưng mà cái đấy nó khác cái chỗ là dòng tộc của mình nó mang tính chất là huyết thống chứ không phải là mang tính xã hội. Thế thì người ta nghĩ ngay là ôi giời ơi người ta tôi vào cái này để đóng góp đấy. Thế tôi tưởng cái đầu tiên của một số người là như thế chứ không phải là người ta ủng hộ ai đâu. Thế thì ta phải có một sự tiếp xúc khởi động xem rằng là cái thăm dò cái thái độ của người ta như thế nào để rồi coi như vậy lúc đó rồi mình mới coi như vậy thành lập đấy. Và thành lập ở đấy thì ai là cái người chủ trò thế nó chính là Khải chẳng hạn, là người mạnh nhiệt về coi như vậy tâm huyết với họ đấy, ông có thể xung phong coi như vậy ông làm đấy để làm thì thế thì từ đó là coi như cho nên là coi cùng tôi thì tôi thấy rằng là cái việc đó là nên làm chứ còn chúng ta thành lập ngay cho những không thể. Còn cái việc tiến hành coi như vậy là dâng hương cũng cao lỗ thì tôi thấy là ta nên coi như tổ chức dâng hương coi như vậy là 2 năm một lần thì nó hợp lý hơn, bởi vì coi như vậy là cứ những năm nào chúng ta đi thì các ông thường trực mà đi làm là ông nào cũng có. Thế nhưng mà tất cả ở trong coi như thành phố của chúng ta đi cũng hạn chế. Thế cho nên là tôi nghĩ là chúng ta nên thống nhất cái này. Thế thì hôm nay thì coi như là tôi xin góp và điều chỉnh kiến trúc sang năm mới thì các bác anh chị đến sang năm mới lại em xin cảm ơn. Vâng, tôi báo cáo với các cùng đồng người. Tôi nhất trí với cái ý kiến của mỗi ý kiến của mỗi người, mỗi chúng ta tổng kết lại thế chúng ta sẽ tìm ra một cái phương thức là hay hơn. Tóm lại là xây dựng cái dạng đó trong các khu vực Hải Phòng từ nội ngoại thành. Nhưng thực ra hôm nay tôi báo cáo thật với các bộ cùng chúng tôi trong ban lãnh đạo ban liên lạc rất là nhiệt tình, rất là nhiệt tình với dòng của các cơ sở và địa phương. Nhưng chúng ta điểm lại đây hai tính tôi hay nói thẳng với thẳng là từ cơ sở các bác chưa nhiệt tình, các bác chưa nhiệt tình thì ta chưa thể vận động được con cháu của chúng ta. Các bác phải nhiệt tình lên cái chỗ báo họp gặp mặt nhau rất nhiều lời có thể nhận lời
nhận lời đấy, nhận lời mà không đi. Thế nên là cái này thì chúng tôi sau này sẽ có những cái thông báo ở cụ thể sau, nhưng mà trước mắt là chúng ta muốn quan trọng chúng ta sẽ xây dựng tốt cái dòng họ của chúng ta, và dòng họ chúng ta ở thành phố Hải Phòng là một trong những dòng họ mà thành lập trước ấy, chứ không phải là thành lập sau đâu. Nhưng mà cả thành phố Hải Phòng tính em việc bệnh chưa bao nhiêu xuất tinh, bao nhiêu người kẻ làm nữ dâu tài nhiều, nhưng mà này điểm cho cổ phòng này có 3.000 được hơn này. Chúng ta đi đông, chúng ta đi đủ thì chúng ta nắm bắt được cái tinh thần chung thì chúng ta mới xây dựng nên là cái quy chế là chính xác hơn. Chúng ta muốn thành lập cái này nó phải có ý kiến chung, thì là cứ gửi văn bản về các chi để đấy, thế rồi cũng vận động cũng làm thì nó rất là khó. Hai là tôi nói là thực ra mà nói này này, bác Sáu thì bác cứ nói thế nó tổng quát chung, nhưng chúng ta nói thẳng này này, có đi lại hay có làm một cái việc gì đó, có giao lưu hay là đi dự lễ các nơi, chúng ta phải có kinh phí. Kinh phí này lấy ở đâu? Trước mắt chúng ta duy trì cái kinh phí đi thăm các cái cơ sở, tức là các cái nhà thờ này, hoặc là các cái dòng họ cao ở các biên phương đã thấy là khỏi. Thế dùng đi tất cả các nơi, các phương tiện là toàn huy động của anh em, nhiều khi đi ăn uống còn bỏ tiền túi ra, chứ không phải là lấy chung vào cái tiền quỹ, tiền quỹ đi. Thí dụ như là ta đi lấy cái đó thì chỉ mua hoa quả hoặc là hương hoa đấy thì tôi chỉ có tiền quỹ. Thế nên là tôi hiểu đấy, ở chung là trước hết ta xây dựng, bắt đầu xây dựng từ chúng ta, thế dụ ta các anh thấy bao nhiêu con mấy quận huyện, mấy thôn, mấy xã được từ từ lên một người. Thực ra ngoài không khí nó không phải là không thành công, nhưng mà nó không được cao. Thế nên là tôi có đi chung chung như thế thôi, xin hết. Vâng, cảm ơn anh. Chào các bạn. Hôm nay thì tôi cảm nhận được là bản thân là chúng ta là bản thân vấn đề rất là quan trọng mà cái tổ chức của chúng ta, mà có lẽ là nhiều khi cuộc hội họp của chúng ta cũng đã bàn, nhưng mà hôm nay có lẽ là đi sâu vào nhiều vấn đề rất là mới. Cái điều đáng mừng của cái sự nhận thức và nâng tầm trí tuệ của ban liên lạc của chúng ta đã lên tầm nhiều bước, lên tầm cao mới. Nên tôi nói nhà nước thì như vậy. Thì ở đây thì cái thứ nhất là tôi cũng cần phải những ý kiến của bác Sáu trưởng ban là đánh giá chung cái hoạt động năm 23 và đề xuất những cái hướng của năm 24 này, và cũng đồng ý với một số ý kiến như ý kiến của bác Đáo về cái khâu tổ chức nên làm cái gì ở lúc này và chưa nên làm cái gì thì các bác đã bắt đầu rồi, thì tôi cũng không nhắc lại nữa. Nhưng mà tôi có một cái đề xuất như thế này, nếu như không tổ chức của chúng ta đấy mà không bàn bạc kỹ lưỡng, không thông cáo từng tình tiết một đấy thì nó chưa tạo ra sức mạnh. Thế cho nên những vấn đề mà để được bàn cho nó được chặt chẽ, nó được thông cáo thì nhường lại ý kiến cho ban tổ chức. Các bác sẽ nghiên cứu kỹ những cái nội dung của hôm nay. Tôi nói ví dụ như là thành lập cái câu lạc bộ hay là hội thì ý nghĩa của nó như thế nào, câu lạc bộ thì ý nghĩa của như thế nào, tên gọi ra làm sao để thu hút được những người mà hiện nay đang thành đạt của dòng họ cao ở trên đất Hải Phòng này. Chúng ta phải nên nghiên cứu những các cái câu từ như vậy. Cái khoảng cách làm đấy như bác giáo đây cũng là tôi cho đó là một sáng kiến. Thế nhưng mà đây thì tôi đây là cái vấn đề đây thì tôi tham gia như vậy. Cái vấn đề nữa mà chúng ta hiện nay là đang quan tâm, ý kiến của anh Hùng đã nêu lên là cái việc là tổ chức làm mừng thọ. Hiện nay thì như thế này, nói thực với lại các bác là cái tuổi thọ hiện nay nó tăng nhiều lắm. Cái loại 70 mà trông như điên, thế còn cái loại 80 thì chưa già lắm. Thế thì lấy cái đích là bao nhiêu? Ví dụ lấy cái đích là 100 thì ta cũng có thể bắt tổ chức mừng. Thế còn 7, 8, 90 90 thì còn yếu, nhưng mà 70 với lại 75, 80 thì trông nó còn trẻ lắm, chưa nên đặt vấn đề cái đấy. Thế cho nên đề nghị là ban thường trực cũng phải nghiên cứu ở cái tuổi nào thì ăn lên. Nhưng mà theo tôi đây là một cái tính nhân văn. Anh Luật ạ, theo tôi là cũng nên, nhưng mà có cái đích của nó thôi, chứ không phải là nó
cứ 70 này hơi lớn này như ông tẩy ra đi mừng 70 rồi đấy, trẻ quá. Thế cho nên là cái đấy thì chúng ta ban thường trực cũng phải nghiên cứu. Nhưng mà có một cái hiện nay thì tôi thấy là cần phải có những cái bổ sung vào mà trong ban thường trực như hôm nay là bác Sáu này chưa nêu lên, đó là cái khuyến học và khuyến tài. Theo tôi là có thành lập được các cái hội, câu lạc bộ hay doanh nhân của những người thành đạt thì cũng phải nhìn vào cái lực lượng học tập của các thế hệ hiện tại bây giờ này. Mà ở đây chúng ta không phân biệt là cứ phải trai hay cứ phải râu, để cả gái thành đạt thành công chúng ta vẫn được à? Khuyến học khuyến tài đấy thì chúng ta hiện nay các cháu học hành cũng khá giả lắm. Gọi cho tôi quanh quẩn một năm đấy chúng tôi phải chi hàng chục triệu, hàng vài chục triệu cho khuyến học và khuyến tài. Chúng ta lưu trước đây chúng ta chỉ có đề cập cái khuyến học thôi, còn khuyến tài thì chúng ta chưa đề cập lắm. Nhưng bây giờ khuyến học và khuyến tài, có những cháu nó chưa đi học nhưng mà nó đã có những cái tài năng bẩm sinh rồi, nảy sinh ra rồi, đấy chúng ta phải coi trọng. Thế thì đề nghị là các chi hội là cũng chúng ta cũng phải nên có sự quan tâm động viên để cho các cháu học hành chiều mẫu giáo. Chứ còn từ cấp lớp 1 trở lên nó đã xuất hiện một cái năng lực của nó rồi. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay hội nghị quan trọng như thế này nhưng mà ban liên lạc chúng ta này có nhiều thành viên như các chị họ là chưa đến được. Thế sau này thì tôi đề nghị là chúng ta tạo thành những cái văn bản như một nghị quyết của cái hội nghị hôm nay gửi tới các chị họ vắng mặt. Rồi tôi từ cái ý kiến như vậy. Thế đây. Rồi, cảm ơn anh. Mời các anh, các bác các anh thương quá khen tham gia. Các bác ngoại thành thì các bác biểu các bác ở chi ngoại thành là quan trọng lắm. Bằng dũng quá đi. Các bác là tôi bật một chi hội học hành đúng lên. Thế thì có lẽ chi thì tôi là ít đỉnh nhất đấy. Chắc 100 thôi. Nhưng mà không phải là ít dân giấy là chi hoặc nhiều dân là nó khó quá. Nhưng mà thì tôi thấy là cái cuộc họp này là cái chất lượng hơi bị cao. Và nhiều cái ý kiến rất sắc bén, tôi cảm thấy là từ trước đến giờ. Và tôi đánh giá cao cái ý kiến của bản thân là cái tên câu lạc bộ tuổi trẻ cao học với thanh niên thì để đến các anh bạn cũng như vậy. Cái thứ hai nữa bây giờ còn cái quý thăm hỏi, thậm chí là ngoại thành đôi khi về đây các cái mạnh thường quân rồi các cái bác khác, thậm chí chúng tôi còn đi ăn chùa tiền đâu mà thăm hỏi mà thế nọ thế kia. Muốn mình làm phải có ý đồ chiến lược, kế cận vĩ mô, phải có tiền nó tỏ vẻ. Như các đồng chí lớn nhiều có tiền, bây giờ có bao có vị là như chúng tôi cũng có vài cái đồng lương hưu đáng xá tứ thân phụ mẫu lụa ngoài là thường nhất ở cái canh này là sao có. Nhưng là chú bác Sáu ấy bác nói là mình kích cầu hành lang và cái bản khởi động như chỗ bác Đáo nói đó, xuân lên đi ai đứng chưa thành tên câu lạc bộ có gì nên mời các vị đó về, vị đó nói về kia và cũng nắm bắt từ các chi này đấy, các chi này. Rồi tôi thấy câu lạc bộ tuổi trẻ hay chúng nó ấy, nói xin lỗi là mấy cái chú em các cháu ấy, mình cái bàn rượu vào rồi bàn nắm khoan thua chúng nó của bàn nó nói kêu cho hẳn một bao nhạc, cho rạp việc đám cưới hàng mấy chục triệu một phát sau ấy, mà mình ấy thì có mấy cái tiền đóng tiền đinh rồi chạy đinh luôn chạy bỏ. Thế tôi nghĩ nhiều cái tôi cũng làm trưởng cũng nhiều các chi tộc họ khác ở cái địa phương đó. Đấy, Cao Nguyễn Đoàn Đào rồi là nhiều lắm, Bùi Mạc. Đấy, nhưng mà cái cách làm ấy tôi hay suy diễn, nhưng mà cái bản thân cái chi ở nhà tôi ấy ở đấy không phải là không tích cực, mình tích cực hết máu khô máu luôn đấy, nhưng mà ít quá, ít đình quá đấy. Thì báo cáo vừa rồi đoàn nhà mình ở bên ban liên lạc thờ Hải Phòng ấy, vừa rồi cũng về dự cái khách sạn cái nhà thờ thì cái đình nhà tôi mới biết là ban liên lạc tất nhiên là cách từ bản thân mình. Thế thì tôi thấy cái chất lượng của họp này tôi thấy rất là, tuy cũng còn nhiều các vị như ở các cái địa phương khác mà mình chưa có mặt thì nên là có cái thông tin. Thế thì mình già rồi
không làm được cái việc nặng thì như cái cầu hành lang như chú bác Thảo nói đấy, cái cầu hành lang, nhưng mà để cho cái lớp trẻ đó nó tự động thì hay hơn là mình cứ bắt nó, bắt nó rồi cũng khi nó hỏng ra bảo tao này tao đi chặt tổ mày cho tao mấy triệu nó chưa chắc đâu. Nhưng mà để nhìn nhìn làm sao mà bỏ bố đi đâu đấy, bỏ hôm nay đi cúng tổ thì nào bố có tiền chưa, đôi khi nó móc móc nó cho hay thì lại được nhiều, chứ còn nó bắt nó là hơi khó. Thế còn đâu các cũng có để ý kiến ra từ sơ kết trong năm đó mà thì tôi thấy cũng là kỹ, nhưng đôi khi như chúng mình vẫn còn trăn trở là cái quỹ đấy đã đánh ra rồi. Tôi cũng có nhận được danh sách đó, mỗi một năm thôi, mỗi một đinh này mấy nghìn đấy, họp nhiều rồi nhưng mà chưa có, thì các bác cứ góp vào rồi đấy, đi chuyến đỏ chuyến kia rồi nọ kia này cứ vặt mũi đút miệng thôi, nó ngót thì lấy đâu mà mua đất cái này làm cái việc đỏ là quý quý nào ấy. Cho nên là cái này mình phải làm có tính chất còn chiến lược, và cái hàng ngũ từ cái việc nào ấy thì cái hàng ngũ đấy nó kết lại cho người đó, như bác nói ấy, là 70 chưa phải là già vào ạ. Thì không giờ cái hướng của bác ấy thì xem là 80 thì nhìn nói là già thế, ví dụ thế, không có được ví dụ thế, thế là tôi nói ví dụ thế. Còn đâu ấy, cái chỗ thằng Đáo ấy, cái màn khởi động đầu xuân để thành lập cái hội tuổi trẻ đấy, ví dụ của danh nhân rồi thế nọ kia đấy, thế là dâu con rể khách tất cả đấy, chứ không phải là đây là nó vào hội ấy. Rồi là như các bác ấy bảo là máu đào họ cao máu đỏ chót đấy, nhưng mà bản thời mình cũng cắm ngược đi cắm hư với chỗ khác thì ban liên lạc các đồng chí làm công tác tổ chức ấy cũng vẫn phải đào sâu và cái hàng ngũ kế cận này từ chúng nó này từ các vị đấy, đấy tự nhiên nó thay mình, nó bảo ông ạ à, bác ạ à, không làm thế bọn con đã thấy làm như này được đấy, người ta hay cứ dần dần rồi nè, từ đóng góp thì nè các bác lên văn bản thì dụ như là các bác Sáu là cũng họ hội ý lại cho màn nữa và cái nghị quyết, nhưng các bác chưa về chỗ chi thôi, về chưa thôi tôi thì họ tôi đã bắt đầu động rồi, cứ động thôi, động rồi thì kia thì mỗi một năm đó, mỗi một đinh là đóng bao nhiêu đấy. Bây giờ phải nếu mà nếu tính tỉ mỉ thì phải hơn 3.000. Hơn 3.000 đi. Thôi thì mình thì mưa dầm nó có đá cứ gom gom rồi thì mới quý đi thăm mấy ông già được chứ. Đấy. Thế thì cho nên là tôi cảm thấy cái nội dung của họp này rất là nhuyễn mà có nhiều ý kiến đánh giá rất là cao như ở chỗ anh Luật cũng thế đó. Nói thẳng luôn. Thế cho nên là rồi là mình không làm gì được thì mình tiếp cận các hành lang, mình nâng cái tầm quan trọng đi, máu đỏ của dòng tộc. Rồi cảm ơn bác Nơi, cũng xin báo cáo với các anh là bác Nơi là một trong những chủ trì của năm rồi là các hành lang con cháu anh cũng lớn lắm, nhưng mà so với cái số chính gia đình bác là gương mẫu đóng góp hơi nhiều cho nhà thờ này, đây công tác vận động là rất quan trọng thì chính vì thế cho nên là thì tôi suy nghĩ là chúng ta có thể bàn thêm một chút, nhưng mà vấn đề là đây đi xếp lại đó là đây có nhiều ý kiến không có cái ý kiến mới như là quan tâm đến khuyến học khuyến tài thì trong cái báo cáo tôi chỉ còn chưa nói tới bởi vì trong cái có ngành đầu dòng nhưng mà thì chưa bàn kỹ được cái vấn đề này. Nhưng mà cái tên của cái chúng ta lấy tên của câu một cái gì thì sau này sau có một cái tiểu bài chúng tôi sẽ hoạt động, nếu mà chỉ trẻ không thôi thì ví dụ như là tuổi anh Khải anh Khánh ví dụ như cũng có tí tuổi rồi nhưng mà tôi không trẻ nữa, tôi không vào bây giờ tính trẻ, hay là tôi không ủng hộ vì các anh khuyến khích lớp trẻ mà tôi không còn trẻ, ví dụ thế. Thế cho nên là chọn cái gì nó phù hợp, có trẻ có già có doanh nhân có quân nhân có công chức viên chức có dâu già được là tổng hợp tốt nhất thì chốt lại vấn đề là nhiều theo tôi những vấn đề ấy là sẽ có một cái tiểu ban sẽ báo cáo lại các bác sau, chứ còn như mà nhiều quá thì nó mất thời gian cũng chưa chốt được vấn đề, nên là tôi là đây có 7 ý kiến nha. Thế và
thì tôi cũng xin thông báo là ban liên lạc vừa qua bốn anh em trong ban thường trực và tôi là trưởng ban, là các bác ấy cử ra, thì trong đó các thừa kế lại là các bác từ bác Thụ bác Bằng nhau lại, thì trong cái quy chế là trước có mỗi một thành viên của họ cao đóng góp 5.000 một năm, thế nhưng mà chúng ta cũng chưa thực hiện được. Thì hôm nay cũng xin ý kiến qua luôn, có nên duy trì tiếp cái đấy hay không? Thực ra mà nói không đáng bao nhiêu, tính nhà không bao nhiêu, nhưng việc thu từ người là cậu tôi chả biết công ban liên lạc ở đâu, rồi tôi phải đóng 5.000 đúng không, thì đấy nó cho nên điều này ta cũng tính lại. Cho nên là trong 3 năm vừa rồi từ trước cũng biết là chúng tôi không dám thực hiện mà luôn đâu, bởi vì thấy nó cũng tương đối là nó cứ xa vời. Chúng tôi xin thế lại bác ơi, các bác thiết thực là có đóng góp lên 5.000 đấy, bởi vì đóng vào 3.000 người thì nó có một cái số lượng đó. Nhưng cái quan trọng là có thu 5.000 của một người trong 3.000 của họ cao hay không là vấn đề quan trọng. Đây là một vấn đề rất tinh ý, cho nên là cũng xin các bác không chưa ở sâu này cũng sẽ có một cái ban thường trực các anh trao bàn thêm và cũng cho thông tin cho bà con. Về công tác khuyến học khuyến tài thì đúng là chúng ta cũng mới khơi một số tổng đội, đặc biệt là phải lưu lẽ là ẩn hầu như năm nào có phần khen của thành phố về công tác khuyến học khuyến tài, cho nên là ở đấy là rất nhiều con cháu thành đạt, và đặc biệt là cái số lượng con cháu tốt nghiệp đại học và học đại học cực đông, cho nên là đấy cũng là một trong những dòng họ đi sớm trong thành phố về công tác khuyến học khuyến tài. Thế để tiếp theo nữa thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ vừa ăn vừa có thể canh hay thêm, nhưng mà tôi chốt lại vấn đề là có rất nhiều vấn đề ban, nhưng mà sẽ giao cho từng tiểu ban một, nhưng mà bây giờ có một cái để chốt lại là thông qua các anh là giao cho mình tổng thư ký của tiểu ban sẽ dự thảo, đã chúng tôi đã tương đối thông qua trong thường trực rồi, là cái quy chế quy ước hoạt động thành phố Hải Phòng, thì đề nghị anh Bình thông qua tổng trạng thì chỉ một trang thôi, nhưng mà rất nhớ cả hiểu không ai sẽ sau này sẽ gửi cho tất cả các con chiều liên hệ với những người thân. Báo cáo với thầy toàn thể hội đi, tôi được sáu giao nhiệm vụ cho soạn thảo cái quy ước tổ chức và hoạt động của ban liên lạc quảng cáo Hải Phòng như thế này. Tôi xin phép đọc toàn văn bởi vì nó ngắn rồi. Điều 1, tổ chức của ban liên lạc họ cao thành phố Hải Phòng. Ban liên lạc họ cao thành phố Hải Phòng là tổ chức tình nghĩa của người họ cao đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hải Phòng, có nhiệt tình xây dựng nhà họ. Đấy là cái đối tượng mà mình tập hợp vào. Ban liên lạc họ cao thành phố Hải Phòng là tổ chức trực thuộc. Có các tổ chức trực thuộc là: thứ nhất, Liên chi họ Cao Nội Thành, do ông Cao Xuân Đình hiện nay đang là trưởng liên chi. Thứ hai là các chi họ cao trên địa bàn thành phố Hải Phòng tự nguyện tham gia ban liên lạc họ cao Hải Phòng. Tức là hiện nay Hải Phòng có rất nhiều cái chi họ cao, nhưng mới chỉ có một số chi mà tham gia thôi. Thì bây giờ mình coi những chi đó là tổ chức trực thuộc. Còn các chi khác khi nào vận động được họ vào thì họ tiếp tục là tổ chức trực thuộc. Còn ban liên lạc của Hải Phòng. Thứ ba, trong này tạm thời trong cái bản dự thảo này thì chúng tôi dự thảo là hội doanh nhân, sau đó anh Hùng tham gia thêm là thêm công chức viên chức của cao Hải Phòng. Thì từ nãy giờ là canh đang bàn là cái việc này nó chưa rõ, cho nên tạm thời nghĩa là có một cái hội của những cái người có tham gia các cái hoạt động và có cái nhiệt tình để tham gia vào. Đấy là như vậy là hội ban liên lạc họ cao Hải Phòng có ba cái cấp, cái loại cấp trực thuộc. Thứ nhất, cấp là một đơn vị rõ ràng là liên chi, và cấp là một đơn vị rõ ràng nữa là cái hội các cái doanh nhân đấy, và một cái cấp nữa là nhiều đơn vị, tức là các chi họ cao ngoại thành nội thành. Ban liên lạc họ cao mời những người họ cao có uy tín nhiệt tình đại diện của các tổ chức thành viên trực thuộc tham gia ban thường trực, có nghĩa là tất cả các ông không ở các cái tổ chức trực thuộc
nhưng nhiệt tình cũng được mời tham gia. Và các ông đại diện các cái tổ chức trực thuộc đương nhiên là thành viên của ban liên lạc, thường trực của ban liên lạc Quảng Cáo Hải Phòng. Và ban liên lạc đã thường trực bầu ra trưởng ban, phó ban và các ủy viên chuyên trách. Hiện giờ là ba anh Sáu đã giới thiệu ban nãy là có trưởng ban, bốn phó ban và một số cái ủy viên chuyên trách. Tôi là một trong cái loại ủy viên chuyên trách này, thư ký. Đấy là hết cái điều một. Điều hai, hoạt động của ban liên lạc Quảng Cáo Hải Phòng. Thứ nhất, dự lễ tổ Cao Lỗ Vương và các hoạt động do Họ Cao Việt Nam tổ chức. Thứ hai, dâng hương từ đường các chi họ cao thành viên để gắn bó liên kết dòng họ. Thứ ba, dự lễ dỗ tổ các chi họ cao thành viên nếu được mời, tức là chi nào người ta mời thì đi dự. Thứ tư là tham gia hội thảo về truyền thống lịch sử các danh nhân họ Cao. Thứ năm là phát triển mối quan hệ với các họ Cao trong toàn quốc. Thứ sáu là khuyến khích hội doanh nhân và các thành viên trong ban liên lạc họ Cao xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, sản xuất kinh doanh giỏi để xây dựng dòng họ ngày càng vững mạnh. Thứ bảy, tổ chức lễ viếng khi có các ủy viên thường trực, khi ủy viên thường trực có tứ thân phụ mẫu từ trần hoặc bản thân từ trần, tức là sẽ viếng. Thứ tám, các hoạt động đột xuất khác khi có đa số ủy viên thường trực nhất trí. Để báo cáo với các vị, đấy là điều thứ hai trong cái quy ước. Điều thứ ba trong quy ước là quỹ của ban liên lạc Quảng Cáo Hải Phòng. Thứ nhất, nguồn thu là tiền đóng góp của các đơn vị thành viên và tiền tài trợ. Chi quỹ là chi cho các cái tổ chức hoạt động như trong điều 2, có nghĩa điều 2 quy định hoạt động cách gì thì sẽ lấy cái tiền quỹ này ra để chi. Và ngoài ra chi đột xuất nếu được đa số các ủy viên thường trực đồng ý. Điều 4, bản quy ước này, tức là đây trên là dự thảo mà, bản quy ước này được thông qua tại cuộc họp ngày 26 tháng 12, tức là ngày hôm nay. Nếu ngày hôm nay nhất trí thông qua thì sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến khi có quy ước mới. Thì báo cáo các vị là cái bản quy ước này đáng ra phải đọc để ban nãy chúng ta thảo luận. Thì anh Sáu này giới thiệu xong rồi. Cuối thì đấy là cái quy ước nó ngắn gọn đây thôi. Nói tóm lại, ban liên lạc Quảng Cáo Hải Phòng có các tổ chức bên dưới là gì? Bởi vì không có hạ tầng thì không cái ban này nó ở trên nó không biết làm gì đâu. Thứ hai là thành lập ra cái ban này để làm gì? Quỹ kiếm chỉ vì là chỉ đến rồi. Sẽ dừng lại đây để các bạn tham gia ý kiến gửi cho các trưởng chi để các bạn tham gia ý kiến.